chào quý vị. Hôm nay thứ Ba ngày 26 tháng 7 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, VNTA Academy đã tổ chức giải quần vợt ra mắt diễn đàn VNTA. Đây sẽ là nơi để các học viên của VNTA và người đam mê tennis có cơ hội thử thách tiếp cận nền tennis hiện đại. Giải quần vợt tranh cúp VNTA Challengers Tour nhằm giúp các học viên cọ sát, nâng cao trình độ, qua đó hoàn thiện bộ giáo án đào tạo của Học viện VNTA. Thông qua giải đấu, VNTA đặt mục tiêu quy tụ đội ngũ huấn luyện viên đồng hành cùng VNTA từ Bắc vào Nam, phát triển tennis cộng đồng. Cái giải đấu này thì chúng tôi cũng triển khai những cái chương trình đào tạo tennis trẻ em, tennis người lớn và đặc biệt đó là cái hoạt động sửa lỗi giúp cho người chơi quần vợt của Việt Nam có được một cái kiến thức nền tảng chuẩn nhất. Ngoài hoạt động đào tạo, VNTA còn có hệ thống hệ sinh thái tổ chức giải đấu tại các cụm sân thi đấu lớn và phát triển VNTA Shop nhằm hỗ trợ dụng cụ tập luyện để học viên VNTA và người chơi tennis có phương pháp tập đúng cách, không bị chấn thương.